Thưa quý vị, sáng hôm nay 21 tháng 9 vào những cái lúc mà tờ mờ sáng thì coi như là hầu như là tất cả chúng ta đang mong chờ một cái cuộc gặp gỡ ha, một cuộc gặp gỡ mà coi như là rất là cảm xúc, rất là nhiều cảm xúc khi mà 18 tháng vừa qua bây giờ chúng ta mới thấy lại bà Nguyễn Phương Hằng. Khi mà nhìn thấy tấm ảnh này thì quý vị có thấy cảm xúc nhiều không? Chứ riêng Quốc Võ thì phải nói rằng là rất là nhiều cảm xúc mà muốn rơi nước mắt quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì một cái người mà chúng ta đang mong đợi, đang trông mong đó, mà tự nhiên bây giờ tự nhiên xuất hiện như thế này. Một điều đặc biệt nữa rằng là thưa quý vị, móng tay móng chân cắt gọn gàng, ha, rồi tay thì không bị còng, mặc áo sơ mi trắng, có trang điểm quý vị, có trang điểm luôn. Cái chuyện này là chắc là từ ở đâu mà tới, chứ mình nghĩ là tại tạm giam thì không biết làm sao mà có cái vấn đề về trang điểm được như thế này, ha, rất là chỉnh chu, mặc áo sơ mi trắng rồi lịch sự, rồi tay chân thì nói chung là cắt móng tay rồi thường sơn coi như là móng, làm móng rất là đẹp nữa, mà đặc biệt rằng là không có còng tay quý vị, không có còng tay. Như vậy thì hôm nay chúng ta đặt một câu hỏi ha, là không biết như thế nào mà là như thế này. Nói chung là khá vui mà chúng ta coi như là nhìn thấy tấm ảnh này quý vị. Cái này là trên báo chí chứ không phải là đưa cho mọi người cùng xem qua để cho mọi người biết rằng đây là cái tấm hình chụp, tuy là nghiêng, tuy là chụp nghiêng nhưng mà chúng ta cũng nhận ra đây là bà Nguyễn Phương Hằng ha, được dẫn vào trong tòa án bởi một cái vị coi như là công an nữ. Thì trên tay chúng ta thấy rõ ràng là trên tay không hề có còng, không hề có còng tay nha. Và khi mà bà Hằng bị bắt đó, báo chí nói là bà Hằng bị bắt tạm giam đó, thì thật sự chúng ta cũng không thấy bất kỳ tấm ảnh nào của bà Hằng bị bắt tạm giam cả quý vị. Không thấy nha, không thấy bất kỳ tấm ảnh nào. Cho nên là đây là cũng là một điều cũng khá lạ, mình không biết là tại sao là như thế này. Đó. Thì bây giờ chúng ta cùng xem qua một cái tờ tờ báo là VN Express á. Thì cái tờ báo VN Express này quý vị nè. Đó, tờ báo này là tờ báo khá là nổi tiếng của Việt Nam mình. Ha, tờ báo VN Express là tờ báo rất là nổi tiếng. Thì thưa quý vị, trong tờ báo này đó là họ viết rằng là bà Nguyễn Phương Hằng hầu tòa. Ha, hầu tòa. Đó. Hầu tòa thì thế nào? Sáng 21 tháng 9, bà Phương Hằng mặc áo sơ mi trắng, vẻ khá điềm tĩnh khi được đưa đến tòa. Nhiều lực lượng cảnh sát giám sát khu vực cổng và trước phòng xử án, chỉ những cái người có giấy triệu tập mới được vào. Từ sáng sớm, cả trăm cảnh sát đã có mặt để giữ an ninh trật tự từ cổng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào sân và phòng xử án. Đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước cổng tòa được dựng hàng rào hạn chế giao thông và người hiếu kỳ đến theo dõi phiên xử. Thì Quốc Võ cũng đã coi như là cho anh em bạn bè tới để coi như là có thể là quay được cái clip nào đó không. Tuy nhiên thì mọi người nói rằng là cảnh sát là coi như là không cấm, không cho quay phim quý vị, chỉ có trừ những phóng viên của báo chí mới được tác nghiệp thôi, chứ ngoài ra thì những người YouTuber thì không có được cầm máy quay và họ mời đi chỗ khác hết á đó. Cho nên cũng rất là khó khăn khi mà đứng trước đây quay, hàng trăm những cảnh sát họ tụ tập ở đây đó. Bà Hằng 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm được đưa đến tòa từ trước 6 giờ. Họ bị xét xử về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 của luật hình sự, khung hình phạt từ 2 tới 7 năm tù. Đây là báo đăng ha. Nói chung là rất là nhiều những khán giả họ tụ tập tại đây để họ coi như theo dõi, nghe ngóng tin tức. Các vị, bà Hằng bị cáo buộc tổ chức 57 buổi livestream có nội dung xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm hàng loạt người. Do tính chất phức tạp của vụ án nên chỉ những người có giấy triệu tập mới được tham dự phiên xử. Tuy nhiên sáng nay rất đông người vẫn kéo đến trước cổng tòa quay video chụp ảnh. Khi bị cảnh sát nhắc nhở và không cho phép vào trong thì họ lớn tiếng phản đối gây mất trật tự. Đó quý vị. Thì có một cái điều tự hỏi rằng là như vậy thì những cái người mà như là gọi là những người có
quyền nghĩa vụ liên quan đó, thì họ có được họ có đến tòa hay không. Thì ở dưới đây báo chí cũng nói rằng là nhiều nghệ sĩ tham gia phiên tòa đó. Ở đây là cái tấm ảnh của Đàm Vĩnh Hưng, chắc là đi chung với lại luật sư ha, có một luật sư đi theo. Trước phiên xử, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Vy Oanh cho biết sẽ tham gia phiên tòa để trình bày quan điểm, làm rõ nhiều nội dung liên quan. Ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Đức Hiển và một số người liên quan khác ủy quyền cho luật sư tham gia tố tụng. Đó, thì đây là có những cái thước phim đó. Là một trong 10 người bị bà Hằng xúc phạm, nhà báo Hàn Ni đang bị tạm giam về hành vi xúc phạm vợ chồng bà Hằng sẽ được cảnh sát trích xuất đến tòa để đối chất nhiều nội dung. Ông Bùi Quý Dũng đó, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, chồng bà Hằng được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan nhưng không tham gia phiên xử mà ủy quyền cho luật sư. Trước phiên xử, 5 trong số 10 người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã gửi đơn kiến nghị tòa xác định lại tư cách tố tụng. Họ cho rằng đã bị bà Hằng có những cái hành động, lời nói tác động trực tiếp gây thiệt hại về thể chất và tinh thần, đáp ứng đủ điều kiện để được xác định là người bị hại trong vụ án theo quy định ở khoản 1 điều 52, điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự. Theo những người này, việc xác định đúng tư cách tố tụng của họ không chỉ ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án mà còn ảnh hưởng đến cái việc thực hiện các quyền của họ. Nhưng mà điều cái nói thì coi như là tòa án cũng là coi như là bác những cái đơn kiến nghị đó quý vị. Và vẫn giữ nguyên cái quan điểm là họ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan thôi, chứ không phải là người bị hại. Ha, không phải người bị hại. Thì giờ chúng ta cùng nhìn lại cái tấm hình này quý vị. Chúng ta cùng nhìn lại tấm hình này. Đó, quý vị thấy rõ ràng nè, là bà Hằng không có bị còng tay và với một cái phong thái rất là điềm tĩnh ha, với một thái rất là điềm tĩnh đó, vì thấy không. Thì quả thật là nhìn tấm hình này mình có cả nhiều cảm xúc ha, 18 tháng, hơn 18 tháng rồi quý vị mới được nhìn lại. Đây chỉ là hình thôi chứ không phải là cái video nha, nếu mà có video nữa thì càng là quá tuyệt vời, nhưng mà đây là chỉ tấm hình thôi. Thì chúng ta cũng thấy rõ là những cái điều này, và chúng ta cứ chờ xem những cái động thái tiếp theo của báo chí họ như thế nào, chứ còn YouTuber thì chắc chắn không có vào bên trong để quay được rồi. Thì đây chỉ là báo chí thôi, họ tác nghiệp và họ đưa thêm tấm hình lên cho chúng ta thấy, và chúng ta cứ tiếp tục chờ xem những cái diễn biến tiếp theo của phiên tòa nha quý vị nha. Rồi, chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành ha. Ok, I love you mọi người.